giao lại. Còn nếu mình ăn được phần tư táo, mình để là 3/4, mình trồng lại là giống nhiều hơn, thì cái kết quả nhiều hơn. Vì vậy cho nên nó ăn trái ngon thì toàn lấy học là chỗ đó. Quý vị cũng thường nghe câu mà người ta thường dí đó, nói rằng ông bà kiếp trước khéo tu, mai sau con cháu mà giống dù nghênh ngang. Ông bà kiếp trước mà có tu nhân tích đức á, thì sao con cháu được giống dù, tức là có nghĩa nói rằng sau này con cháu được làm vua làm quan giàu sang phú quý công hầu tể tướng đó, đi đâu có kẻ hầu người hạ đó, có giống dù đưa đón nghênh ngang đó, thì ý nghĩa như vậy. Còn ông bà kiếp trước không tu, mai sau con cháu trọng khu ngoài đầu. Ông bà kiếp trước mà ăn ở không có nhân đức á, không có tu nhân tích đức á, thì mà chẳng những vậy mà còn làm những điều tội ác gian manh xảo trá nữa chứ, thì sau này con cháu chổng phụ người đồng là nghĩa gì? Tức là cày xấu quốc bẩm á, cực khổ gian lao phơi sương dùm nắng á, đó là con cháu chổng phụ người đồng. Mà nói như vậy chứ con cháu là ai? Nếu về nói về kinh Phật mà nhắc nhở về lý nhân quả, chỉ cho ta thấy rằng con cháu đó chính là ông bà kiếp trước đó. Ông bà kiếp trước ăn ở thế nào thì sau này ông bà tái sinh trở lại phần nhiều là chung vào bụng con cháu chứ đi đâu. Chung vào bụng con cháu ra, cho nên người ta mới nhìn dòng họ bà con là chỗ đó đó. Bởi vì ông bà nội ngoại bỏ nhà đi một hai ngày không được, thương con nhớ cháu tiếc của tham tài, rồi chết rồi đi đâu đây? Phần nhiều là tất nhiên kiếm bụng cháu dâu nàng dâu chung vô chứ đâu, tái sinh trở lại với ai đó. Cho nên nhiều khi mình thấy con cháu của mình sao nó giống hành động cử chỉ lời nói việc làm giống y như ông nội bà ngoại à, giống y y là ba má nội ngoại của mình à. Rồi nhiều khi giày la không được mà nó nói nhiều cái cao giọng cống cống cao nữa chứ. Rồi nhiều khi bực tức giẫm đất kêu trời, nó thiệt mày không phải con tao nha. Mày là bà cố nội tao, thua cha nội ơi, mày là ông ngoại tao phải không? Mày là cha mẹ tao phải không? Mà sự thiệt, đó là ông bà cha mẹ nội ngoại cố tổ trở lại chứ đâu. Cho nên hành vi cử chỉ lời nói việc làm nó giống y như cha mẹ mình chứ không phải là giống con cái mình nữa, trở lại cho ai đó. Cho nên ông bà kiếp trước khéo tu thì bây giờ sao con cháu dụng dụ ngang là ông bà trở lại hưởng cái phước đó chứ ai. Còn ông bà kiếp trước con tu mà sao con cháu trong khuôn người đồng, hồi đó ông bà được có quyền thế rồi ỷ lại rồi hà khắc người ta, rồi lấn hiếp người ta, rồi cướp bóc giật dọc người ta, lường gạt lừa đảo người ta, làm những điều gian manh tội ác, thì bây giờ trở lại khổ sở trong khu ngoài đồng là cày sâu cuốc bẩm phơi sương chăn nắng đó, thì ông bả cho ai đó. Đó là nói về cái lý nhân quả thì nó như vậy. Cho nên mình không thể nghĩ gì hiện tại thực tế được, mà phải biết cái từ quá khứ nó lưu lại hiện tại, và hiện tại bây giờ nó lưu lại vị lai. Bởi thế cho nên trong kinh có câu nói rằng dục ti tiền thế nhân, kim sinh thụ giả thị, dục ti hậu thế quả, kim sinh tác giả thị. Nghĩa là bằng ai muốn biết nhân xưa, nhân là cái hộp đó, khá xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây, là cái hoàn cảnh bây giờ hiện tại mình đang hưởng hoặc đang trả nè. Còn muốn biết quả báo sau này, ngắm điều tội phước ta nay đang làm. Muốn biết cái quả báo sau này thế nào đó là ngắm cái sự hiện tại bây giờ chúng ta đang hưởng hoặc đang trả đây. Nếu chúng ta hiện bây giờ đang hưởng phước á, thì chắc kiếp trước chúng ta có gieo phước cho nên kiếp này được hưởng phước. Còn hiện bây giờ ta đang bị cái thảm họa đó, thì biết là tiền duyên căn kiếp trước chúng ta cũng gieo cái ác cảm dữ lắm. Cho nên bây giờ cái thảm họa đau khổ tai ách nó dập dồn đưa đến cho mình. Cho nên nhân quá khứ thì lưu lại hiện tại, còn nhân hiện tại thì lưu quả vị lai sau này. Nhân là hột mà. Như bây giờ chúng ta đang trồng cái trái cam, thì đương nhiên chúng ta sau này sẽ hưởng cái trái cam, cam thì ngọt. Mà nếu chúng ta trồng chanh thì sau này hưởng chanh là phải chua, khổ qua thì phải đắng, ớt thì phải cay. Cái chuyện nó tự nhiên mà, cho nên nó chưởng qua quần đắc qua, mà chưởng đậu quần đắc đậu là chỗ đó đó. Mình trồng dưa sẽ lên dây cây dưa và có trái là trái dưa. Còn mình trồng đậu thì lên cây đậu và có trái là trái đậu. Đó là lý nhân quả hiện tiền. Nhân là mình gieo cái hộp, kết quả là cái trái. Cho nên đạo Phật nói về lý nhân quả đó để chúng ta tìm chọn nhân lành mà gieo giống tốt. Thì chúng ta cứ gieo ba cái giống mắt mèo. Hồi trước mà tôi tu ở núi thì thường thường ngán cái cây dây mắt mèo lắm. Dây mắt mèo nó giống như dây đậu gián vậy đó, mà cái trái nó giống trái đậu gián vậy, nhưng mà nó có lông dữ lắm. Nó mà đi vô mà ruồn kiếm thuốc rồi đó nghe, mà đụng một cái nó bay lông ra, nó bù phủ đầu mình rồi nghe, nó ngứa thôi là vô số kể. Mình quào mình gãi mà chảy da tróc vậy không đã nữa. Nó có chỉ là hơi lửa,
thì nó mới rụng cái lông, nó mới hết ngứa thôi. Cái lông mắt mèo mà nó rơi xuống dưới dòng nước, mình uống cái dòng nước đó nó cũng bị chanh nước, nó rất độc. Mà cái hột nó thì giống cái mắt con mèo, cho nên gọi là mắt mèo. Mà nếu mình tưởng là mắt mèo với đậu gián nó giống tựa nhau, nhưng mà nó khác là đậu gián nó ngon, ăn được, không có ngứa. Dùng đủ thứ ăn, còn trái non xào ăn cũng được, mà trái già lấy hột nấu ăn cũng được, làm đủ mọi thứ. Nhưng mà mắt mèo á thì cái trái nó như vậy, cũng giống tương tự vậy, nhưng mà có lông ghê gớm lắm. Nó mà bay nó đụng đâu á thì nó đâm nó ngứa gãy không thể tưởng tượng, gãy trầy da tróc dễ không đã nữa. Bởi vì vậy cho nên nếu mình vô tình mà mình trồng dây mắt mèo thì đương nhiên làm sao muốn kiếm cái đậu trái đậu được, thấy không? Cho nên cái nhân là cái hộp mà quả là trái. Vì vậy cho nên trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng chúng ta tìm chọn nhân lành mà gieo giống tốt. Hiện tại bây giờ chúng ta gieo cái nhân tốt thì sau này ta hưởng cái quả tốt. Nhưng mà nói sau này cho sự thiệt á, lắm khi trường hợp có thể gieo bây giờ hưởng bây giờ cũng có. Chúng ta gieo cái ác cảm tội lỗi bây giờ, quả báo đến hiện tại kiếp này cũng có, chứ không phải nó kiếp sau nữa. Tuy nhiên kiếp sau là cũng có trường hợp nó còn lưu lại chậm chạp một chút thôi, nhưng mà cũng có trường hợp nó trả liền tức khắc nữa. Vì vậy cho nên quý vị thường nghe có câu nói rằng thời xưa trả báo thì chày, đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Quý vị thấy không, nhãn tiền có trước mắt mà, trước mắt chúng ta trong thời gian mấy tháng đây chúng ta đã thấy đó. Tôi thì nhà đạo đức, kẻ tu hiền, chúng tôi không muốn nói về vấn đề có chinh chạm về việc thế gian ngoài đời trần tục. Nhưng mà quý vị đã thấy đó không, cái sự đã xảy ra như mấy hôm trước mà mấy tháng trước đó, quý vị thấy không? Rồi cái quả báo trả liền, quý vị thấy không? Thật sự ra nếu mình không gieo ác cảm, không làm tổn hại cho ai, thì làm sao ai làm cho đau khổ cho đất nước mình, cho tiêu điều, dân của mình phải thống khổ. Nói chuyện đó, chuyện thực tế hiện tại quý vị đã thấy rồi. Cho nên có một chuyện thế này, đây là thực tế chứ không phải chuyện tích nữa. Có một cậu sinh viên, cậu đó là cũng sắp ra bác sĩ, cũng là một vị học thức, trí thức. Cậu mới lại gặp một vị thiền sư. Thì vị thiền sư nói về lý công nhân quả cho cậu nghe, khuyên cậu cũng cần phải nên ăn hiền ở lành, tu nhân tích đức, gieo tạo cần chọn cái nhân giống lành mà gieo, khuyên lên như vậy. Thì cậu là một người sống theo khoa học thực tế của thời đại mà. Cậu mới nói theo như thầy nói thì tôi nghe, tôi biết vậy thôi. Nhưng mà bảo tôi tin á thì sự thật tôi khó tin lắm. Bởi vì tôi sống theo khoa học, cái thời điện tử, toán học, khoa học của thực đại của thực tại văn minh này. Mà nói kiếp này đời nọ nó xa vời quá. Tôi thì sống thực tế hơn. Cho nên tôi muốn làm sao nếu mà Ngài chỉ cho tôi được thực tế đó, thì tôi rất là cảm phục, tôi rất là tin tưởng. Còn Ngài nói kiếp này đời nọ, làm sao mình biết kiếp khác, kiếp trước của mình, làm sao mình biết kiếp sau của mình. Hiện tại bây giờ mình biết đây là đủ, chứ còn mà nói về kiếp khác, đời này đời nọ, chuyện nó xa vời lắm, tôi không tin. Cho nên tôi muốn Thầy làm sao thực tế là trực tiếp chỉ cho tôi cái nhân quả hiện tiền thì tôi mới tin. Thì vị thiền sư mới nói được, nếu mà cậu em muốn tôi chỉ về cái nhân quả thực tế hiện tiền thì tôi cũng sẵn lòng. Nhưng mà có điều á là cậu bình tĩnh một chút, chứ còn nhân quả nó có chứ, kiếp trước lưu lại bây giờ và bây giờ lưu lại về sau, nhưng cũng có trường hợp gieo nhân thì kết quả liền cũng có nữa. Đó, tôi muốn cái chuyện gieo nhân kết quả liền đó. Thế là vị thiền sư nó đứng dậy tán cho một vị sinh viên ra một bạt tai, mà cũng tán nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà xiển niễn. Cậu tức quá, cậu đứng dậy, cậu sừng sổ. Tôi hỏi ông, bây giờ không nói bằng thầy nữa, vì bực quá mà. Tôi hỏi ông có dạy thì dạy, ông có khuyên thì khuyên, không thì thôi. Mắc mớ gì ông đánh tôi. Vừa nói mà vừa bước tới, tát cho vị thiền sư hai bắt tay. Vị thiền sư xiển liễn, đau điếng. Hồi đó mình tát là tát cho có chừng thôi, bây giờ nó lại trả nặng hơn. Vị thiền sư đứng lại mới nói nè, cậu có thấy nhân quả chưa? Tôi chỉ tát cậu có một bát tay nhẹ à, mà cậu tát cho tôi tới hai bát tay là một cái vốn và cái lời đó, cậu thấy chưa? Tát còn hình mạnh tay nó tôi đau điếng. Đó là nhân quả chứ gì. Nếu tôi không tát cậu bát tay thì đời nào tự nhiên cậu tát tôi. Cho nên cái nhân tôi gieo thì tôi hưởng cái quả đó, cậu thấy chưa?
có thực tế không? Cậu nọ thì trí thức, nghe nói liền tỉnh giác liền, quỳ xuống lại sám hối vì thiền sư đó. Đó là lấy một chuyện thí dụ thực tế mà để nói cho chúng ta được tìm biết và kinh nghiệm mà thôi. Trên đời này đâu phải một chuyện đó, trăm muôn ngàn chuyện mà. Giả như một người đáng ra số mình sống phải 50 tuổi thọ, nhưng bây giờ mới 20 hả? Mình phải sống 50 lận, còn 30 năm nữa. Nhưng mà bây giờ mình giết người ta, giết cha người ta, hay con người ta, hay em người ta, hay vợ chồng người ta, thì đương nhiên người ta nóng lòng, người ta sẽ giết mình lập tức khác. Chỉ trong vài ba phút hoặc một đôi ba giờ thì người ta sẽ giết mình lại chết ngay liền, chứ không có nói rằng là sống tới được ba tới 21, 22 tuổi nữa. Nghĩa là mà đáng ra mình còn phải 30 năm nữa mới chết. Nhưng mà mình làm một cái ác cảm, gây một cái tội lỗi, tạo một cái sự bất công thì nó trả liền tức khắc, thấy chưa? Cái chuyện đó mình chưa có thấy trường hợp trước mắt, nhưng mình suy nghĩ mình cũng biết phải vậy mà.